Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn sợi dây cấp 2 đầu răng 21. Cái này cũng là sợi dây mà thường thì người ta thay thường xuyên, dây bị hư hay là mua sản phẩm mới vòi nước thì đều dùng sợi dây này hết. Sợi dây này thì đầu răng của nó là con tán này là mình làm tán inox 304, mình nhập ở Việt Nam. Còn kích thước thì có nhiều loại kích thước, từ 10, 15, 20, 20 xăng á, 30, 40, 50, bao nhiêu cũng có. Nhưng mà nếu như những kích thước không thông dụng thì mình đặt trước. Dây mềm inox 304 sử dụng bền, giá hiện tại mình đang bán là 40, là mình bán 40.000, 50, 50, 60, 60.000, 80 thì bán 70.000, còn 1 mét thì mình bán 80.000. Giao hàng với số lượng 10 sợi trở lên. Rồi, cảm ơn các bạn.